này. Nếu mà tên thì là ông Héo của cậu bảy, thế nên là anh Tuấn gửi vào là có để động viên cho hai bình luyện viên, mỗi bình luyện viên 1 triệu đồng, 3 trọng tài 1 triệu đồng. Nhưng chúng tôi thống nhất này, riêng 5 triệu đồng này gửi lại cho bộ môn vật, đề nghị cho một tràng vỗ tay.